xuân tới rồi hả? Chúng ta sẽ như thế này tới lúc em có con. Cô bình tĩnh. Tôi hy vọng là sau ngày hôm nay cô sẽ có. Giấy khám sức khỏe mà cô đưa tôi xem bao lâu rồi? 6 tháng. 6 tháng hả? Đừng có lo, chồng em mới đi khám sức khỏe. Yên tâm đi, ổng bình thường, không có bị sida đâu.